cậu con trai Lâm Khánh Chi mất hơn 1 tỷ giờ ra sao? Con trai Lâm Khánh Chi năm nay đã lên 2 tuổi, ngày càng lém lỉnh, xinh xắn. Cậu bé nhận được sự chú ý rất nhiều từ cộng đồng mạng. Lâm Khánh Chi từng khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ chuyện mất hơn 1 tỷ đồng để nhờ một người phụ nữ tại Thái Lan mang thai hộ. Bé Kubi ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, được nữ ca sĩ nâng niu như trứng mỏng. Mới đầu, Lâm Khánh Chi không dám để lộ mặt con. Tuy nhiên, sau vài tháng vì cậu bé quá đáng yêu nên cô quyết định công khai để khoe với mọi người. Hiện tại, con trai của Lâm Khánh Chi đã được 2 tuổi, ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu. Kubi được mẹ chăm chút từ bé, có mái tóc xoăn và gu ăn mặc không thua kém các sao nhí khác. Cậu nhóc được nhiều người nhận xét là sở hữu vẻ bề ngoài chuẩn soái ca. Đường nét khuôn mặt của Kubi giống đúc Lâm Chí Khanh khi còn nhỏ. Lâm Khánh Chi chiều và thương con đến nước, mua hàng hiệu đắt tiền cho cậu bé dùng. Ngoài ra, quần áo đến từ các thương hiệu thời trang đình đám cũng không thiếu trong tủ đồ của Thiên Lâm. Cậu bé được chăm sóc kỹ lưỡng từng chút một, nhất là trong chuyện ăn uống. Mỗi bữa ăn của Kubi gồm có sữa ngoại, thực phẩm hữu cơ và những chất dinh dưỡng từ các thực phẩm chức năng. Cậu bé thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Càng lớn, con trai của Lâm Khánh Chi càng lém lỉnh, dễ thương khiến khán giả cũng phát cuồng vì cậu bé. Những đường nét trên khuôn mặt Kubi được nhận xét là nam thần trong tương lai. Bản thân Lâm Khánh Chi luôn rất cưng chiều, yêu thương con vô điều kiện. Kubi chào đời bằng phương pháp mang thai hộ từ tinh trùng của Lâm Khánh Chi, được cô tích trữ chuyển trước khi chuyển sang giới tính thật. Chi phí để bé chào đời lên đến hơn 1 tỷ đồng và được thực hiện tại Thái Lan. Sau khi ra đời, Kubi được Lâm Khánh Chi đón về khi được hơn 2 tháng tuổi. Chia sẻ về khoảnh khắc nhìn thấy con, Lâm Khánh Chi từng xúc động nói: "Tôi nhận con về khi bé được hơn 2 tháng. Cảm xúc lần đầu tiên ấy khiến tôi không bao giờ quên. Tôi cứ nhìn bé hoài, hạnh phúc lắm. Có những lúc con cua tay hay con ngủ, tôi lén nhìn con thấy dễ thương vô cùng. Có con rồi, tôi cảm thấy thương mẹ mình nhiều hơn." Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.